Xin chào cô giáo, xin chào các bạn, chào anh, chào chị, chào Nhật Nam. Xin chào các bạn yêu, xin chào các nhà yêu. Xin chào Việt Nam, xin chào Nhật Nam. Hôm nay ăn cái bát. Người ăn gì đó? Người ăn gì đó? Ăn thịt bò. Ăn thịt bò. Này là kimbap. Kimbap. Khóm. Khóm. Có rồi này. Cái này là cơm cuộn với lại tàu hũ. Tàu hũ. Ừ. Mẹ chơi đây. Ừ. Mẹ ba ăn trước đi mẹ. Xin chào các nhà yêu. Xin chào các nhà yêu. Xin chào các bạn yêu. Xin chào các nhà yêu. Cả nhà ơi, hôm nay nhà mình ăn kimbap thập cẩm với lại là thịt bò. Thịt bò chiên bơ, chiên áp chảo. Cái này là kimbap, cái dạng nguyên cây. Xin cảm ơn thịt gà, xin cảm ơn thịt gà. Bữa nay đâu ăn thịt gà đâu. Dễ tôi xuống kia chứ. Bữa nay ăn thịt bò mà. Nè. Cái đó là cơm cái cá hồi sống. Yêu con ăn được không nhỉ? Ừ, con ăn đi. Nè. Bữa nay ăn thịt bò này, cảm ơn thịt bò. Ăn con cô chú ơi. Cảm ơn thịt bò, cảm ơn thịt bò. Trời ơi, thèm dữ trời. Trời ơi, thèm dữ trời. Đó, Barbie là cái này giới thiệu là cá hồi sống mọi người. Con nữa. Trời, biết đâu, biết ăn nó đâu. Con ăn này mà. Trời ơi, dám ăn cá hồi sống luôn à. Hồi nãy bị đòi mua cô chú. Đó. Ôi ôi. Dữ dằn luôn. Ta nói là con nhà tông không có giống lông, cũng giống cánh à. Dữ dằn. Béo à? Mình mua thịt khóm. Cái này là kimbap thịt heo xào. Cái này là kimbap trứng. Đó. Còn cái này là cơm trộn rồi cuộn trong cái miếng tàu hũ chiên có cả nhà. Đó. Ớt. Rồi ăn cùng mình cả nhà ơi. Thịt bò, mấy cái miếng này chiên không có chín. Mình lựa cái miếng ngoài ăn nè, cho nó chín. Đó. Bi mời cô chú ăn chưa ta? Rồi ăn hết luôn hả Bi? Dạ. Ngon. Nè. Ăn kimbap. Con nhớ làm gì? Con nhớ làm gì? Con nào? Con nhớ. À miếng nhỏ hả? Miếng ăn lại miếng này đi. Ăn cắp đi. Hồi nãy mẹ tính mua kimbap đó. Tìm mua kimbap nhỏ rồi mà không có. Hết. Ngon. Hồi nãy con đi siêu thị đâu Bi? Đi siêu thị Imax. Hồi nãy cả nhà đi siêu thị Imax mua mấy cái đồ gì ăn mọi người. Đi muộn á, cái không có còn kimbap nhỏ. Còn kimbap này thôi Bi, kimbap này thì ở trong nó không có ngon bằng cái này. Tôm hớm. Tôm. À tôm. Không phải mà. Saka. Này kimbap. Kimbap này gói nguyên một cái lá mè luôn. Này là chả cá, này là tôm. Saka. Dưa leo có nữa. Chả cá. Này không có dưa leo. Này có dưa leo. Cà rốt. Có cà rốt không nhỉ? Cà rốt. Cái này không có cà rốt, bên kia mới có cà rốt nè. Bên đây. Cái bắp này mới có cà rốt nè. Như lâu nè. Ờ, cái này bự quá mà không cắn hết được nè. Sao ăn đỡ lên vậy? Không biết. Không biết. Ngon. Mềm. Bơ. Ừ. Con này đi chơi nữa. Đâu cần đi chơi. Quay
Ừ. Như con này ăn rồi má. Ừ. Bi nói là Bi đi chơi cùng với cô giáo với bạn á, ở ở nhà trẻ á mọi người. Rồi cái gói kim báp làm theo á, tại á ở bên hàng á. Kim báp là cái món ăn rất là tiện lợi cho những người mà đi ra ngoài chơi. Lắm đi dã ngoại á. Bây giờ cô ăn xong nhớ vậy. Tại ăn. Ừ. Nó còn nhớ. Ừ. Tại Bi nói tiếng Việt Nam với bà không hiểu gì. Sao con ga quá vậy, con dám ăn cá sống hả Bi? Bao không được, cay mà. À, không, cái này là cá sống nè. Sao con ga vậy? Hả? Dám ăn hả? Ăn nữa không? Không, ăn một cái thôi cho biết thôi hả? Không. Ừ, ga không Bi gan quá. Mẹ sợ. Cô cho này ớt. Cái loại ớt này như giống như ớt dưa leo, nó không có cay nhiều, nó chỉ the the thôi. Bi cũng làm dữ, cắn cái ghê. Em ơi. Ơi. Dưa leo ớt. Ừ. Bi sau này lớn chắc chắc mạo hiểm. Tại cái gì cũng muốn thử. Còn nhỏ nhưng cái gì cũng muốn thử. Ăn con. Hồi nãy mua trái ơ, trái khóm. Trái khóm này mấy ký trời. Trái khóm tầm từ 2 ký trở lên quá à. Bự trội, bự dữ dằn luôn mà. 120 ngàn một trái. Cái này có nửa trái thôi cả nhà. Rồi à. Có ăn nữa. Có không ăn. Mua trái khóm ba Bi nói á. Con ăn hết này đi con. Nào, con cầm đi, con cầm đi. Ừ, con cầm vậy con ăn. Ừ. Con cầm tay con. Ừ, con cầm lại đi, hồi mẹ rửa tay cho. Có tay luôn không nhỉ? Ừ. Mà hàng đây có tay luôn hả? Ừ. Mua trái khóm ba Bi nói á. Trời ơi, bộ cho quanh có em cái gì mà mua khóm ăn hoài vậy. Sao mấy ngày nay ăn chua quá trời vậy? Tại vì lúc mà mình có bầu á, mình ăn ăn chanh không à. Mấy tháng đầu tiên á, ăn chanh chấm muối. Ăn một lần một cái chanh, hai trái chanh, nửa đêm, hai ba giờ sáng cũng thèm. Cây hả? Sao kỳ á? Cây. Cây hả? Trong đây có cái gì mà cây? Ớt. Đây đâu có ớt đâu. Cây. Vậy thôi đừng ăn nữa. Trời ơi. Đâu có ớt đâu. Nè. Chứ khóm bên đây mua dở rồi. Nó không chua mà nó không ngọt. Nó lạt lạt. Dở rồi. Chơi khóm. Ừ, khóm. Mẹ sao không khóm nữa nhà mẹ? Tại mẹ thích. Thôi hả? Mẹ thèm luôn hả? Ừ, mẹ thèm. Thèm nó có ở nhà mà. Nó thèm nước hả? Ừ. Thôi hả? Mẹ thèm chua cái bao Bi. Bao Bi trợn trắng rồi. Mẹ thèm chua cái là ba Bi nghi ngờ chạy ra chạy vô hết quầy. Vậy hả mẹ? Ừ. Mẹ ăn được không mẹ? Không có. Tại có bầu ba đứa. Còn thèm chua không? Không có chặt á. Không thịt. Con ăn này là ngon. Hả? Để mẹ ăn thử cái này. Ngon. Hả? Bạn thử đi. Ngon. Thấy không? Cái tổ hủ chiên nè. Chiên ra vị. Bánh nha. Cái trộn cơm, trộn gia vị vô. Ba ơi, nè, ăn đây, này cay lắm ba. Sao bỏ hết vô đó vậy? Bỏ lên nhíp ra.
Tao lá nhíp, Bi không thích nha. Bi này cái gì nhở? Cái này là củ cải ngâm chua ngọt. À, bê củ bùi á. Tăm một chiếc Bi. Củ bùi á. Anh chứ nó có gì củ bùi á. Tăm một chiếc. Tăm một chiếc. Tăm một chiếc tao một lấy hả? Ờ. Tăm một chiếc Bi thích đó. Nhà bố sao? Ta Bi nó xoay. Con đừng có ăn vậy, con ăn vậy nè. Ừ. Mẹ ơi. Ơi. Con nâu đầu quá. Sao vậy? Không biết nữa. Nè coi. Nè đâu có sao đâu. Trời. Đồng bộ. Nâu quá. Ba sợ đi ba. Ừ. À, sao cô? Diễn. Diễn dễ sợ. Mẹ sợ nữa đi. Lạnh. Ừ được rồi. Không có âm nữa sợ. Nâu quá. Ừ. Nâu rồi trời. Ừ. Ừ, ừ. Ăn khó mà. Không biết này ngon à. Ăn khó nè. Ừ. Này để xuống, để xuống. Ăn mà. Con ăn nữa mà. Phải khóm. Phải khóm à. Ừ. Nếu sao không khóm đâu không được. Ừ. Được không? Dạ. Ngon không? Dạ. Cái gì cũng ăn được hết trơn. Cô chú ơi. Ông ngoại cô nó có nên đừng con. Cô trốn đi ra ngoài. Đi theo khẩu trang nó vi hẹn. Lắm cô trốn. Nên đừng con đi ra ngoài. Nên đi theo khẩu trang. Đeo khẩu trang vậy hả? Dạ. Bi lúc này không có chịu đi siêu thị mọi người. Giống như đi siêu thị mà mình với ba phải đi mua đồ này nọ đó. Phải dẫn nó theo. Gỗ Bi không đi. Bi nói đi ngoài. Không đi đâu. Ừ, nguy hiểm. Chán con nữa. Không thích đi. Chán con nữa. Cay. Cay. Nè. Ơi. Con này ăn rồi mà ớt. Ừ, vậy hả? Dạ. Không nè. Ơi. Không thích. Ăn hồi nào mà ơi. Con này ăn rồi con ớt à. Ơi nào. Bơ hả? Bơ hả mà nào. Bơ hả. No quá trời luôn rồi cả nhà ơi. Mẹ à, con chưa no mà mẹ. Con chưa no nữa hả? Dạ. Sao mẹ với ba no rồi? Con lo con nói chuyện không á, không no. Ba mẹ lo ăn không bởi no. Bây giờ ba mẹ là gia phụ rồi, Vi là gia chính đó cô chú. Bây giờ xin ra cho mấy con chú nó lấy lại. Vi nói xin chào tạm biệt cô chú xong rồi ăn nữa đó cả nhà. Dạ, quay clip. Quay chào tạm biệt xong rồi ăn tiếp nha. Dạ, ăn tiếp. Ừ, ăn tiếp. Đó, rồi con chào tạm biệt cô chú đi. Xin chào tạm biệt cô chú, bà bè tiếp theo. Hôm nay quá nói thôi mọi người ơi. Nói nít con hỏi mọi người nha. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi cả nhà ơi. Đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye. Bắn tim cho con nhiều. Bắn tim cho ba nhiều. Đúng rồi. Ừ. Ăn tiếp ba. Ăn nữa. Ăn đi ba. Ba ăn nữa đi. Ừ. Ba ăn nữa đi. Thôi một người cô.